Ông Trần Đạo Dân. Ông Trần Đạo Dân người Ngô Giang, ăn chay trường từ thuở bé. Năm Gia Tịnh thứ 26, ông quy y Thọ Ngũ Giới nơi Cười Viên Pháp Sư. Mỗi ngày ông đi 6 thời khóa tụng, miệng không rời câu Phật. Năm Giảng Lịch thứ 15 tháng 9, ông biết ngày giờ trước, đi từ biệt các đạo hữu. Đêm 17, vợ ông vừa thắp đèn để đan, ông vòng tay từ biệt vợ rồi lên giường ngồi. Ông cởi giày vớ cột chùm lại với nhau mà nói: sáng mai không còn xỏ chân vào nữa. Vợ ông vội kêu con cái ra đứng xem chừng ông và đồng thinh niệm Phật hòa theo ông. Đến nửa đêm, ông yên lặng mà mất, thân vẫn còn ngồi ngay thẳng trên giường. Ông Qua Dĩ An. Ông Qua Dĩ An người Tiền Đường quy y với Liên Trì Đại Sư. Ông vốn là người hiếu thuận, thích làm việc âm đức. Khi tuổi đã cao, ông phụng Phật rất chí thành. Ông hiệp sức với sư Nguyên Tố, lập hội niệm Phật, tụng kinh Hoa Nghiêm. Được ít lâu, ông nói: mạng số tôi gần mãn, tôi phải gấp lo tư lương về tịnh độ. Rồi ông tự cấm túc ở riêng một nếp nhà, ngày đêm niệm Phật và quán tưởng Tây Phương. Một hôm, ông gửi lời hẹn trước ngày giảng sinh và từ biệt các hội. Trước kỳ hẹn 2 ngày, thân quyến đến thăm ông, ai nấy đều tỏ vẻ buồn. Ông bảo: có sanh tất có tử, có gì mà buồn. Tôi đưa ngưng thần chú tưởng tịnh độ ra mắt Đức Phật A-di-đà. Các người chớ đem lòng tình ái làm loạn động chánh niệm tôi. Ông cho người đi thỉnh sư Nguyên Tố đến cùng ông đồng thanh niệm Phật. Quả thật, ông chánh niệm phân minh, an lành mà từ trần đúng ngày ông đã. Ông Đỗ Cư Sĩ. Đỗ Cư Sĩ người Thuận Thiên, lãnh tục ở ẩn nơi trai đường cạnh chùa Thủy Quang tại Tây Sơn. Ngót 30 năm, ông chuyên tâm niệm Phật. Có ai tới thăm viếng, ông chỉ chắp tay niệm Phật mà thôi. Về sau, ông dự biết sắp chết, bèn kiết kỳ 9 ngày lễ Phật sám hối. Mỗi khi đọc đến những lời khẩn thiết trong sám văn, thời ông nghẹn ngào rơi nước mắt. Lễ sám đủ 9 ngày, ông đoan tọa mà qua đời. 10 ngày sau mới nhập liệm, thay ông nhan sắc vẫn tươi như sống. Ngày ấy có mây ngũ sắc giăng trùm trên trai đường. Người ở Tây Sơn đều truyền nhau, khen là sự lạ ít có. Ông Cố Nguyên. Ông Cố Nguyên hiệu Vũ Tràng Cư Sĩ, người Ứng Thiên. Ông là một danh sĩ thời Gia Tịnh, thuở trẻ nổi tiếng tài ba, làm thi thơ hay, viết chữ tốt, họa vẽ khéo. Năm 40 tuổi, ông bỏ hẳn tất cả nghề trước, ăn chay trường, ở một mình trong một tòa lầu nhỏ, chuyên tu thiền quán. Hàng phụ nữ giàu là thân quyến tuyệt không được thấy mặt ông. Mỗi đêm đến đầu canh năm, ông đánh mõ lớn, to tiếng niệm A-di-đà Phật. Rồi bên lầu có nhà hàng thịt, nghe tiếng mõ niệm Phật bèn dậy lọc heo. Một hôm người hàng thịt ấy dậy trễ, giận rầy mụ vợ sao không đánh thức mình. Mụ vợ nói: anh không nghe giờ này ông đạo nhân đánh mõ niệm Phật đấy ư? Người ta thời lo tu hành, còn anh lo tạo nghiệp ác. Anh tự không biết tội mà trở lại rầy tôi là sao vậy? Nghe vợ nói, người hàng thịt ngạc nhiên, tự xét lỗi, ăn năn lắm, bèn đập gãy dao bỏ nghề hàng thịt. Do đó, những người hàng thịt trong xứ ấy cũng cảm hóa theo mà đổi nghề khác rất đông. Ông Cố Nguyên rất thân với Văn Cốc Thiền Sư ở chùa Thế Hà và cùng thiền sư lập hội Tây Phương. Hám Sơn Đức Thành Đại Sư, một đệ tử cao túc của Văn Cốc Thiền Sư, một hôm đến Thê Hà, trông thấy cư sĩ đang ngồi dáng dạng rất thanh. Đại sư lại gần, thấy cặp mắt của cư sĩ không nháy, gương mặt như người đã bỏ cõi trần. Lát sau cư sĩ vào điện lễ tháp thờ Xá Lợi Phật. Đảnh tháp bỗng hiện ánh sáng 5 màu chói rực, hình như bức màn báo. Đại sư lấy làm lạ, đem việc ấy hỏi Vân Cốc Thiền Sư. Thiền sư bảo đó là Vũ Tràng, ông ấy đương quán tưởng Tây Phương đấy. Ít lúc sau, ông Cố Nguyên nhúm bệnh nhẹ. Ông thỉnh vài vị sư đến lầu niệm Phật. Người nhà chạy đến báo rằng khắp cả nhà đều nghe mùi hương sen. Chư sư tăng đều kính mừng, nhưng ông vẫn thản nhiên như không, thông thả bảo chư sư rằng: hơn nửa tháng nay tôi luôn ngồi trong hoa sen, thấy thân của Đức A-di-đà Phật lớn khắp cả hư không thế giới. Thế giới đều sắc huỳnh kim. Đức Phật mỉm cười nhìn tôi, nắm tay tôi, cùng lấy y phủ trên mình tôi. Tôi sẽ sanh cực lạc.
mấy người con trai của ông khóc thưa: cha về Tây Phương đã an phận, còn bọn chúng con đây thời làm sao? Ông cười bảo: các con cho rằng cha sống ư, chết ư? Không xem mặt trời kia, mọc phương đông rồi lặn phương tây, quả là mặt trời lặn thiệt đấy ư? Rồi ông hẹn giờ trước. Đến giờ ông tắm rửa thay y phục, đoan tọa hướng về Tây Phương mà mất. Hương sen thơm ngát trọn 3 ngày mới tan. Ông Châu Nguyên Chánh. Ông Châu Nguyên Chánh một danh sĩ ở Hải Diêm. Bình sanh ông có chí học đòi hạnh đức của Thánh Hiền, hằng ngày khắc kỷ rất nghiêm. Năm trên 60 tuổi, được thâm nhập thiền duyệt, ông bèn ở riêng một ngôi nhà phía sau giường, không tiếp khách, không hỏi đến việc nhà. Một buổi sáng, ông tụng một quyển kinh Pháp Hoa, xế chiều thời tịnh tọa. Một hôm, ông Trần Tắc Lương, học trò của ông đến thăm và thưa: thầy tuổi đã cao, sao không tạm khai giới rượu ư? Ông nghiêm mặt bảo: có phải là trò muốn bảo ta nên điều dưỡng khí huyết đó không? Trò không biết rằng ta đối với sự sanh tử đã được tự chủ. Tắc Lương rùng mình khiếp sợ mà lui ra. Tháng 7 năm ấy, ông nói với người con trai rằng: cha ở đây không phận sự gì, đáng nên đi. Người con hỏi: cha tính sẽ đi đâu? Ông đáp: đi Tây Phương Cực Lạc thế giới. Con và cháu cố cầm ông lại. Đến ngày mùng 1 tháng chạp, ông nhóm bệnh nhẹ, bỏ ăn. Người nhà trộn trộn lo sắm đồ. Ông nói: chớ vội, đây là việc nửa đêm ngày mùng 8, chớ chưa phải liền bây giờ. Đến kỳ ông đoan tọa muốn từ trần, xong lại nói: trọn đời tôi không hề phụ ai một mãi gì. Mùa đông này, ông thở sau nhà dọn cỏ và ban bằng một khoảnh đất bên ngõ giường, ý muốn chờ mùng 1 Tết tiện cho tôi đi đứng. Tôi chưa có chi đáp lại tấm lòng tốt ấy. Ông bảo đem giấy bút lại, rồi tự tay viết bài thi gửi tạ ông thợ ấy, và dặn sắp con cháu khi ông mất chừng 2-3 giờ sẽ cho phụ nữ đến, có đến cũng chớ có khóc kể. Dặn xong, ông vẫn ngồi yên tại chỗ, nhắm mắt mà qua đời. Hừng sáng, quyến thuộc đến bu xung quanh mà kêu khóc. Ông bỗng mở mắt, lắc đầu, khoát tay bảo ra. Khi bọn phụ nữ ra hết, ông mới nhắm mắt mà đi thẳng. Ông Châu Đình Chương. Ông Châu Đình Chương người Vân Nam, tánh chân thật hiền hòa. Khi làm ăn, ông không tính là được hay thất, nếu có dư tiền đem chia cho người nghèo. Có ai đến bàn luận với ông công sự gì, ông liền cười không đáp. Thậm chí có ai chế nhạo hay mắng nhục, ông cũng chỉ cười mà thôi. Mỗi ngày sáng sớm, ông tụng một quyển kinh Kim Cang, một biến kinh A-di-đà, một quyển kinh Quan Âm, rồi hồi hướng tịnh độ. Ông tự lấy làm vừa lòng với công việc ấy lắm. Ông từng nói: tôi chẳng rời nhật dụng, chẳng móng tâm tham ái, như thế là đủ rồi. Năm 87 tuổi Tiết Thanh Minh, ông lên mộ tạ từ tổ tiên. Về đến nhà, ông liền nói với mọi người: Đức A-di-đà Phật, Quan Thế Âm Bồ-Tát và Đại Thế Chí Bồ-Tát đồng đến rước tôi. Rồi ông lại nói: Đức Quan Thế Âm bảo tôi tuyệt đồ cá thịt, 5 ngày mới được về Tây Phương. Và bắt đầu ngày đó, ông chỉ ăn cháo trắng với rau luộc. Đủ 5 ngày, ông tắm gội, thay áo, đội mũ, bảo có con em tụng danh hiệu của Thất Như Lai. Còn ông thời tụng kinh như những thời khóa thường ngày. Tụng niệm xong, ông đoan tọa mà mất. Qua ngày sau, có mùi thơm lạ từ thấy ông phát ra, sắc mặt vẫn tươi như sống. Ông Trang Quảng Hoàng. Ông Trang Quảng Hoàng tự phục chơn người Gia Hưng. Lúc trẻ học nho, lớn lên học y khoa. Đến năm 40 ngoài tuổi, ông nhàm việc đời, bèn chuyên luyện thuật dưỡng sanh. Ít lúc mang bệnh, ông ngậm ngùi than rằng: tôi lại không thể làm một người thanh nhàn trong trời đất này ư? Ông tạo một miếng giường, chất đá làm núi, trồng bông, sửa kiển, rồi luôn ngày ca ngâm ở trong đó. Một hôm thấy bông héo rụng, nghĩ thân mạng vô thường, ông liền phá bỏ cảnh giường, đóng cửa tọa thiền, cùng tụng kinh Kim Cang, kinh A-di-đà, vân vân. Sau đó, ông đi Hàng Châu, gặp một cụ già cùng nhau luận về Phật Pháp. Cụ già hỏi: ông học Phật mà ai là thầy của ông? Ông đáp: tôi không có thầy. Cụ già bảo: chắc ông đã từng đọc sách Phục Khí của Liễu Tử Hậu chứ?
trên đường đạo vô thượng di diệu mà không có người dẫn dắt, đầu khỏi sự lạc lầm. Gần đây có Liên Trì đại sư ở chùa Vân Thê, sao ông không đến tham học? Ông dâng lời đến chùa Vân Thê ra mắt Liên Trì đại sư. Đại sư giảng dạy về pháp môn niệm Phật, ông xin quy y Thọ Ngũ Giới. Khi về nhà, mỗi ngày ông định khóa 5 vạn câu Phật, hành trì chưa đầy nửa năm, thời tâm địa được đứng trong. Năm 80 tuổi, ông lại đến Vân Thê thọ Bồ Tát giới. Ông thường lo người trong xứ không hiểu chánh pháp, phần đông xu hướng theo tà giáo. Ông mới rút lấy yếu ngữ trong những bộ kinh luận về tịnh độ, làm thành bộ Tịnh Độ Tư Lương Tập để khuyên người. Từ đó lần lần người trong xứ được cảm hóa mà trở về chánh pháp. Cư sĩ Bào Tông Triệu. Cư sĩ Bào Tông Triệu tự Tánh Tuyền, người Thiệu Hưng. Nhà ông vốn là tín đồ đạo Phật đã nhiều đời. Năm 20 tuổi, ông ăn chay trường, thọ ngũ giới, thuộc lòng hai bộ kinh Pháp Hoa và Lăng Nghiêm. Mỗi ngày đều tụng giáp bộ một bận. Ngày nọ, thân phụ ông sai ông coi hàng giấy ở Gia Hưng, dẫn ông xé giấy xem, phạt ông quỳ. Một lát cho đứng dậy, thời ông đã tụng xong 10 quyển kinh Lăng Nghiêm. Ít lúc sau, ông theo học đạo với các đại thiền sư như Tứ Bá, Tán Mộc, vân vân. Khi gần già, ông hai ba phen đến tham phỏng Liên Trì đại sư, rồi xin quy y Thọ Giới và dốc lòng tu tịnh nghiệp. Ông nghiên cứu Phương Sơn Hiệp Luận và Vĩnh Minh Tông Cảnh Lục, được tính giải thông lợi, tự hiệu là Thiên Cổ Cư Sĩ. Ông có trước tác tập Thiên Nhạc Minh Không. Khi sắp lâm chung, ông bảo người nhà sắm tiệc chay, rồi mời các pháp hữu đến nhà đồng thanh niệm A-di-đà Phật. Lúc mặt trời sắp lặn, ông chắp tay tạ mọi người mà nói: xin vĩnh biệt quý ngài. Rồi ông đang tọa mà mất. Ông La Doãn Mai, cư sĩ La Doãn Mai người Thái Thương, cha mơ thấy một sư tăng đến nhà xin ở nhờ. Sáng ngày thời cư sĩ sanh, khi lên bốn, cư sĩ nhớ rõ dung mạo cha mẹ đời trước, cả đến tên làng, thường đem thuật lại với người nhà. Năm lên năm tuổi, một hôm cư sĩ chạy vòng theo cột, chóng mặt té, mẹ đánh cho. Cư sĩ khóc mệt rồi ngủ. Khi thức dậy, thời không còn nhớ việc đời trước nữa. Cư sĩ rất thông minh, khi vào trường học, ai cũng định cư sĩ sẽ là người trong khoa đề. Nhưng thân phụ thấy cư sĩ luôn ương yếu nên không cho đi thi. Cư sĩ tham đạo với Nghiệt Nham thiền sư Đặng Tỏ Thấu Diệu Lý, tự hiệu là Vô Thiên Cư Sĩ. Rồi cư sĩ chuyên tâm quy hướng tịnh độ. Khi thân phụ tuổi đã cao, cư sĩ gánh vác tất cả việc nhà, không để phiền đến cha già, cùng cần mẫn phụng dưỡng. Người thời ấy khen tặng cư sĩ là bậc hiền hiếu. Mùa thu năm Khương Hy thứ 40, cư sĩ có bệnh nặng, muốn viết kệ từ trần. Thoạt nghe trên không có tiếng gọi to: Thắng Liên cư sĩ còn thọ một kỷ. Rồi bệnh liền lành, thân thích lấy làm lạ, bèn cùng nhau gọi cư sĩ là Thắng Liên. Người trong xứ ít biết tu hành, cư sĩ cổ động lập hội niệm Phật được 4 chỗ. Nhờ đó tiếng niệm Phật gần khắp cả quận. Mùa thu năm Khương Hy thứ 52, cư sĩ nhóm bệnh, tính ra đủ 12 năm. Thân thuộc đều lo, nhưng cư sĩ vẫn thản nhiên. Ít ngày, cư sĩ mơ thấy một người bảo: ông khuyên người niệm Phật có công lớn nên tuổi thọ còn dài. Sau khi thức giấc, bệnh như mất. Cư sĩ tánh rất nhân từ, phàm những việc dục anh, dưỡng lão, chẩn bần, phóng sanh vân vân đều tận tâm, tận lực thực hành. Bình sanh cư sĩ chỉ nghĩ đến sự khổ nạn của người mà không kể sự tổn hại nơi mình. Dưới đây là một trong nhiều việc. Mùa đông năm Ất Mùi, có hai người láng giềng mượn nơi cư sĩ 100 lượng bạc để đi buôn. Khi ghe đến Miễu Thiên Phi thời tiền mất, trọn ghe 7 người đều trở lại, sắp đến cửa công tố cáo. Cư sĩ hay được, gọi cả lại mà bảo: đến quan tức là kềm kẹp tra khảo. Nếu chính là người trộm, thời đành. Còn nếu không phải, thời sao? Giả lại trong đây có hai người ở xứ xa, những ngày bị giam cầm, ai đem cơm nước cho? Rồi cư sĩ hứa khỏi phải trả lại số tiền đã mượn ấy, và bảo hai người láng giềng bỏ việc mất đó đi,
xem đây đủ thấy tấm lòng từ thiện của cư sĩ. Năm 71 tuổi, Tiết Đoan Dương, Hoài Tây cư sĩ đến thăm. Cư sĩ mừng lắm nói: "Tôi muốn soạn tập Tây Quy Trực Chỉ để khuyên người niệm Phật, nhờ tiên sanh viết thay cho để khắc bản cho sớm." Hoài Tây nhận lời. Ngày mùng 2 tháng 6 năm ấy, cư sĩ đi từ biệt các thân thuộc bằng hữu, tha thiết khuyên nhắc tu hành, hẹn đến ngày mùng 6 thì về Cực Lạc. Cư sĩ lại dặn người nhà lo khắc bản tập Tây Quy Trực Chỉ. Đến ngày mùng 6 tháng 6, cư sĩ tắm gội thay y phục rồi đoan tọa mà nói rằng: 71 năm mang đẩy gia này, ngày nay dứt bỏ tự tại biết bao. Dứt lời, cư sĩ liền tạ thế. Một giờ sau, thân quyến bu khóc thái quá. Cư sĩ mở mắt ra và nói: "Sao lại làm lụy tôi phải chậm hết 7 ngày?" Sáng sớm ngày 14, cư sĩ nói: "Hôm nay tôi nhất định về." Kể có cạn hành trưởng lão dắt vài đạo hữu đến trợ niệm. Giờ thìn, cư sĩ bỗng đứng dậy nói: "Đại sĩ đã đến rước." Rồi cư sĩ chắp tay hướng về Tây Phương to tiếng niệm Phật mà qua đời. Ngày 16, Hoài Tây mang bản thảo tập Tây Quy Trực Chỉ đến, mới hay Thắng Liên cư sĩ đã giảng sanh vào ngày bản thảo vừa soạn xong.